Qua điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hùng Dũng, sinh năm 1968, trú tại khu chung cư C, Nại Hiên Đông, thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, khi đối tượng này đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Ngô Quyền. Tại cơ quan công an, đối tượng này khai nhận do gia đình nợ nạn nhân Văn Thị Thanh Nga số tiền khoảng 200 triệu đồng và không có khả năng chi trả, nên sáng ngày 20 tháng 6, khi bà Nga qua nhà Dũng, đối tượng này đã dùng dây siết cổ bà Nga làm nạn nhân tử vong. Gây án xong, Dũng chiếm đoạt toàn bộ số tiền hơn 4 triệu đồng của nạn nhân, đồng thời vứt điện thoại của nạn nhân xuống biển, còn xe máy của bà Nga được Dũng mang gửi tại bệnh viện Phụ Sản Nhi. Sau đó, đến khoảng 1 giờ sáng ngày 21 tháng 6, đối tượng dùng dây cột tay chân của nạn nhân bỏ vào thùng cát tông rồi sử dụng xe máy phi tang xác nạn nhân xuống biển ở khu vực dưới chân cầu Măng Quang. Liên quan đến vụ việc, để làm rõ hành vi và các đối tượng liên quan nếu có, hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố đang tiếp tục điều tra mở rộng.